Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm nút like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án đến từ có tên là Coinchi các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn cần click phần link mô tả dưới video mở Telegram Start Chatbot 2.3/5 này các bạn. Mình click chat vừa qua bot các bạn. Rồi, các bạn sẽ get được 10 triệu token Coinchi các bạn. Fit 5.000 get 5 triệu cho một token. Rồi bạn bấm join này rớt. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh Chiller nè. Rồi, các bạn bắt đáp lên các bạn. Rồi, tiếp tục con join tiếp kênh Chiller nè. Rồi, bạn bắt đáp lại. Tiếp tục follow tờ Twitter và tờ Tweetbot tăng 2 người bạn. Trên tờ Twitter nè, các bạn theo dõi nè. Rồi, các bạn bắt đáp lên nè. Các bạn tờ Tweetbot. Các bạn like nè. Các bạn chỉ dẫn cho tôi quýt nè, các bạn tăng 2 người bạn mình vào đó các bạn, 2 hoặc 3 gì cũng được. Rồi, tất cả các bạn bắt đáp lên nè. Rồi, tiếp tục xoan tiếp kênh xuyên sơ tách này. Xoan tiếp đi, subscribe kênh 2B, follow. Nhiệm vụ này không bắt buộc các bạn, rồi bạn bấm submit đi tên. Xoan group, rồi bạn bấm done. Tiếp tục các bạn submit đi review tăng 2 người bạn thì bạn mở Twitter tất cả bạn ra nè. Bạn nhấp cho bao gần cùng nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn chia sẻ các bạn là tweet nè. Rồi các bạn ra chatbot nè. Submit Twitter. Rồi, cái này những nhiệm vụ bắt buộc, không bắt buộc thì các bạn làm luôn các bạn. Subscribe kênh YouTube, follow Twitter để xin nguồn gấp kinh. Thà ơi, nguồn gấp này không thấy phong phố gì chứ. Nên làm lại luôn các bạn, các bạn không lách. Rồi, tiếp tục các bạn copy địa chỉ với BNB Smart Chain Bet20 trên với chocolate mình nha bạn. Rồi, bấm dot pass. Rồi, mình sẽ nhận được 100 triệu token Conri nha các bạn. Bạn gì lên ghép chia sẻ một bè thằng đi kiếm thêm token nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.